Hey yo, what's up? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV đây bạn ơi. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video chơi Roblox trúng tiền thật. Sao Sam không thấy vui gì vậy Sam? Cái gì vậy anh ơi? Gì vậy Sam? Vui thế nào vậy? Vui lên, đã có tiền thưởng là phải vui lên đúng không? Thì ngày hôm nay á, là tôi với Sammy mới vừa nghĩ ra một cái trò chơi này khá là hay. Đó chính là tôi với Sammy trong ngày Tết vừa rồi á, bọn tôi cũng có tiền lì xì anh em ạ. Sammy á, thì Sammy được lì xì nhiêu Sam? Tôi được 2,5 triệu. Yeah. Sammy được lì xì 2,5 triệu. Còn tôi á bạn, là tôi lỗ 5 triệu nha anh em. À không, lỗ 8 triệu mới đúng chứ. Trời ơi là trời, bây giờ tôi lớn rồi tôi không được nhận tiền lì xì nữa mà tôi còn phải lì xì ngược lại cho mấy đứa em với mấy đứa cháu của tôi nữa bạn ạ. Cho nên là đợt vừa rồi là tôi lì xì hết 8 triệu lỗ bạn ạ. À, không, hình như là cũng được lì xì đó nhưng mà được lì xì 20 ngàn. Thôi mà không sao. Ok, thì ngày hôm nay nha, tôi với Sammy sẽ cùng nhau thi đấu game với nhau. Và nếu như mà Sammy mà giành chiến thắng á thì tiền lì xì của Sam sẽ nhân lên x2, có nghĩa là Sammy sẽ có thêm 2,5 triệu nữa. Còn nếu như Sammy thua tôi thì Sammy phải đưa 2,5 triệu đó cho tôi. Nói chung ngày hôm nay là ai thắng là sẽ gọi là được tiền lì xì nhiều hơn, còn ai thua là mất tiền lì xì đó, hiểu không? Ồ, ok, tôi hiểu rồi. Dám chơi không? Dám chơi không? Chơi sợ gì, tôi chơi game không bao giờ sợ thua. Ok, cái này Sam nói nha. Bây giờ mà tôi thắng cái là tôi có tiền, tôi mua mô hình, tôi mua đồ chơi về inbox cho anh em xem. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Rồi, ok Sam ơi, bây giờ bọn mình cùng nhau bắt đầu bước vào trong để chuẩn bị trò chơi nè. Để coi ai sẽ được tiền lì xì gấp đôi của người kia nha. Rồi, trời ơi, tôi là cái diện thắng hết trơn, tôi không sợ gì hết trơn á. Nếu như mà tôi chiến thắng được trong trò chơi nè các bạn thì tôi sẽ được 5 triệu tiền lì xì. Lúc đó tôi sẽ làm một cái video inbox cái gì đó xịn xịn xíu cho các bạn coi đi. Lần trước là tôi là inbox gọi là con chó robot rồi đúng không? Lần này tôi inbox con heo robot đi được không ta? Ừ, con heo robot chắc là cũng hợp lý á. Trời ơi, nhiều cái vậy trời. Hôm 11 là tôi inbox luôn cả gọi là con quỷ robot nè, không? Con ma robot nè đó, inbox. SE robot luôn đi, khủng quá trời. SCP robot nữa kiểu không? Rồi, bây giờ quy định như thế này nhá, không cần là biết là tôi với Sam có được tới 1 hay không, chỉ cần là người nào sống sót lâu hơn người kia là thắng. Ok. Trời ơi, tưởng gì dễ ồn. Hay rồi, dễ ồn đúng không? Còn nếu như mà giành được top 1 thì coi như là thắng luôn. Đó, vậy đi. Ok. Ok. Rồi, vô nào. Ok, game căng thẳng nè. Rồi, đang chờ người chơi. Hiện tại chúng ta đang thấy là ở trong phòng này đang có rất là nhiều người chơi luôn nha. Rồi, trò chơi đầu tiên là gì đây? Ủa, cái này là trò gì vậy Sam? Sao tôi bị nhốt vô cái lồng kính nè? Ai biết, ủa. Chào buổi sáng. Ui cái ông này là cái ông có cái đầu đấy hả? Bạn đang ở trên chương trình trò chơi. Rất ít nông dân của bạn sẽ sống sót. Ủa là sao? Cái gì mà sao việc súp gì kỳ cục vậy? Nhưng những người làm được sẽ được phần thưởng rất lớn. Sao cái miệng ông này cười không khép lại được? cái bộ răng giả ông mà lòi ra khỏi miệng luôn, thấy không? Trời ơi, ui, nhưng mà bây giờ hiện tại là mình đang bị nhốt ở trong một cái căn phòng được làm bằng kính thủy tinh. Và bây giờ mình phải làm cái gì Sam? Tôi không biết nữa. Ê, hình như Squid Game gì đó không nhớ không? Nó có cái số cái này nè. Nó giống như trong một cái video của MrBeast á. Ủa, cái gì đây? Từ từ từ. Nó chiếu vô cái TV nè. Người chơi sẽ có 4 nút để nhấn. À, nếu như bạn nhấn sai thì có là thì tôi sẽ cho bạn ăn là sao? Trời, làm nhấn sai là mình sẽ bị thua đó không, hiểu không? À ok. Ủa, sao tôi là người nhấn đầu tiên? What the hell? Từ từ từ. 6 5 tôi sẽ nhấn nút màu gì đây? Thôi màu của tôi đi. Nhấn nút màu của tôi. Yes. Tôi an toàn. Tôi an toàn rồi, tôi chọn đúng màu rồi. Yes. Rồi. Yes. Sao? Ông này mà thắng mới ghê nè, ông này thắng mới ghê nè. Ông này màu gì đây? Xanh lá cây vậy? Bị lại rồi. Ơi khoan đã, không phải là được ăn mà sẽ là bị ăn Sam ơi, bị cái ông đầu chọc trên đây ăn nè. Là bị ăn mấy bạn ơi, ghê quá. Ok, rồi rồi rồi, vậy có nghĩa là sẽ bị cái ông cái đầu trên đây ăn á. Oh my god. Oh no, từ nãy giờ có rất là nhiều người đang bị loại rồi anh em ơi. Từ nãy giờ bị loại 3 người rồi đó mà vẫn chưa tới lượt Sam ha. Yeah. Ok. Ủa sao chưa tới lượt Sam mà qua bạn rồi? Trời. Tại vì nó chỉ có loại số người thôi. Ui may quá. Nó chỉ loại có 3 người thôi bạn ơi. Và Sammy là người may mắn không tham gia. Trời ơi. May quá, vẫn còn 2 triệu. Quá là xui đối với tôi. Sammy cứ cười đi. Trận tiếp theo là Sammy sẽ thua. Để xem. Rồi trò chơi tiếp theo. Ok. Không giữ bé Mr. Dầu Mỡ quá lâu. Bé Mr. Dầu Mỡ là gì? Là nó sẽ nổ hả? À,
Có nghĩa là nó sẽ đưa cho mình một cái quả bom. Và nếu như mình giữ quả bom nó quá lâu, quả bom nó sẽ nổ. Ok, để coi ai sẽ là người bị loại tiếp theo đây. Em mới mở rồi, em mới mở rồi, ai giữ vậy? Từ một tí nữa sẽ hiện ra là ai giữ. Ôi, cái ông này giữ nè, cái ông này giữ nè. Không, cái đang giữ bé kìa. Ui ui, em bé là cái đầu quá hả? Thiệt ghê quá vậy. Ông thấy cái map này kinh dị không? Có con mắt trên đây nè, ghê quá. Ui, đâu nha, nó đưa cho mình là mình bị nổ đó. Ok, một người bị lại. Ê, tại sao đây là tôi? Ok, tôi đưa cho một người khác rồi, tôi đưa một người khác rồi. Ông đang chạy bên dưới, rồi ông lên kìa. Ôi, từ từ nha, ông mà lên cái là chạy liền nha Sam ơi. Ông mà lên là chạy liền nha Sam ơi. Đâu, đuổi tôi. Một, sắp nổ rồi. Ui, trời ơi. May quá, bị nổ. Xém nữa là Sam thua rồi đó. Ui, xém nữa tôi thua bạn ơi, xấu hả? Trời ơi, may mà Sam chạy kịp. Trời ơi, ông dí sau mông tôi qua, trời ơi, ghê quá. Ây à, vậy là Sammy cũng là một đối thủ khá là nặng ký đó. Ừ, tại vì Sammy là nãy giờ vẫn chưa thua. Rồi, trò chơi tiếp theo của chúng ta sẽ là trò gì đấy tơ? Bạn cần phải bước qua đúng gạch trên sàn. Hả? À, là màu, nó đưa màu gì là mình phải đứng ở màu đó đây nè. À, nó đưa cho mình màu gì là mình phải đứng ở trên màu đó. Ok. Ok. Đứng sai là thua. Ok, hiểu. Là đứng theo màu đó, chơi màu sắc đó. Ừ, cũng không? Dễ hiểu mà, gì đâu khó. Rồi. Ok, vô nè. Màu gì? Và màu đầu tiên của chúng ta sẽ là màu... Ủa? Làm sao mà biết nó màu gì? Nó chưa hiện nè. Màu hồng, màu hồng, màu hồng. Màu hồng. Đây, đây đúng không? Đây, trên okay. bảng kìa. Đó. À, đây cái căn phòng nó biến thành màu hồng nè. Ok, rồi. Ui. Ok. Có một ông bị rớt rồi, hai ông bị rớt rồi. Ủa? Quên luôn rồi. Dễ vậy, sao ông này rớt được vậy? Sao có hai ông bị rớt cái là bọn mình quên luôn ta? Chà, vậy mà Sam vẫn chưa bị loại luôn hả ta? Tiếp đi, từ nãy giờ mấy cái màn này có vẻ là quá dễ cho nên Sam vẫn chưa bị loại. Rồi, màn tiếp theo của chúng ta sẽ là màn gì đây? Từ nãy giờ sao game dễ quá ta, cho tôi cái game bị khó khó đi. Trò chơi bạn sắp chơi được gọi là Căm khối lập phương. Căm khối lập phương là gì? Nuốt sữa kìa. Nuốt sữa kìa. Sữa là mũi. Ông này có biết tiếng Việt không vậy? Thấy ông không hiểu vậy. Cái này chơi sao? Cái này chơi sao? Ủa sao tôi là người chỉ vậy? Không. À rồi, mình phải nhảy lên. Ui, có một người bị lại rồi kìa. Ui. Hiểu rồi. Cái mũi tên là đang là chỉ cho người tôi đó. Ui, ok. Ok. Ui. Hai người lại ơi. Trời ơi, tôi vẫn chưa bị lại. May quá, trời ơi, đau tim thật sự. Thôi, càng ngày thử thách nó càng khó. Nhưng mà tôi vẫn vượt qua được. Dạ, tôi cũng vượt qua được nè. Hiện tại bây giờ là đang còn có vài người chơi thôi. 1, 2, bao nhiêu người ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hình như là 8 người. Ê, ông thấy gì không? Nãy là rất là đông người. Bây giờ loại hết trơn luôn. Loại sạch luôn nè. Bị loại hết trơn rồi. Cho trò chơi này, tất cả người chơi sẽ bỏ phiếu cho một người chơi khác. Bỏ phiếu? Là mình bỏ phiếu, mình sẽ vote. Người nào nhiều phiếu nhất người đó sẽ thua. Ui, sẽ bỏ phiếu không cần. Nãy vậy chơi vậy luôn hả? Sao cái tin là tôi bỏ phiếu vào? Rồi thôi, bây giờ ông bỏ phiếu ai? Vậy tôi biết tôi bỏ phiếu cho nè. Bây giờ Phong nói Sam nghe nè. Bây giờ mình tìm đối thủ nào nặng ký nhất mình bỏ phiếu. Từ nãy giờ đây Phong thấy có cái ông trắng trắng này nè. Ông này là ông là chơi từ nãy giờ khá là hay nè. Mình phải loại ông này, hiểu không? Phải loại mấy người quỳnh là mạnh mạnh đúng không? Ok, đúng rồi, phải loại cái ông màu trắng này nè. Còn mấy cái ông mà skin bình thường cái này á là biết là không có skin là không có xịn rồi. Đây. Ok. Osen 30, ok, vote ông này. Osen 30 nè, không biết ông mới loại ông ta. Không nha, không nhưng mà sao? Dừng khoảng skin của Phong hơi bị. Ok, thôi rồi, Sam ơi, Sam cứ xem Phong đi. Ui, vót nữa hả? Trời ơi, skin của Phong nổi bật nhất, Sam ơi. Ô mày quá, skin tôi nổi bật nhưng mà tôi không bị thua. Ok. Sao tôi bị loại? Chắc tại skin của Sam đẹp quá nên Sam bị loại đó. Ôi, tại sao lại loại con gái? Rồi, sao biết không? Hồi sáng nay Phong chơi một cái trận nha, là Phong nhường cho một bạn nữ thắng đó. Phong hơi bị ga lăng luôn, đúng không? Bây giờ nha, Sam hãy coi Phong chơi nè. Nếu như Phong được top 1, coi như là Sam thua luôn. Còn nếu như Phong chiến thắng á, còn nếu như Phong mà thua thì có nghĩa là Phong với Sam chỉ Phong chỉ hơn Sam gọi là một điểm thôi, mình sẽ chơi tiếp trận nữa, hiểu không? Ủa sao giờ ông có tóc rồi? Hồi nãy ông có tóc đâu? Sao giờ ông có tóc rồi? Mọc tóc rồi, chắc dùng xua thuốc xịt tóc rồi đó, kiểu vậy. Cái gì con trai gì nữa nè? Nghĩa là con trai ổng hả? Ok, ủa cái gì đây? Ủa? Ui, sao nổ hết trơn ơi? Ủa sao mấy cái nhà bị nổ hết trơn ơi? Ủa? Ô! Ô! Ông mở. Là bây giờ mình phải tiêu diệt cái ông này hả? Trời ơi, sao tóc thì gớm vậy? Ê, nhưng mà sao ông đuổi mình tôi vậy? Ây da, ông đá vào mặt tôi. Ông phải chạy, ông phải chạy. Rồi
tôi biết cái ông thua. Tôi đã cố gắng chạy hết sức rồi. Trời ơi, ông đá một cái hơi văng xa 10 mét. Ấy à, ông chọi cục đá nữa. Ôi. Ông biết chọi cục đá nữa. Trời ơi, tôi còn có tí máu. Không không có tay mà. Làm ơn đừng đuổi tôi. Không cần đi. Đừng đuổi tôi. Bập nè, đá nè, đá nè. Đá. Đừng đá tôi. Đá đi, trời ơi. Không đá được, không đá được. Ấy à. Đây, ném đá được. Ui liu 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 liu. Không chết được, tôi không thua được. Bà hiểu không? Tôi không thể thua được. Có mấy quả bom kìa. Có mấy quả bom kìa. Né đi anh em ơi. Ok. Mấy quả bom này. Ủa sao mấy quả bom nhắm vào người tôi? Ha. Nó kêu tôi lượm mấy quả bom. Ôi. Cái gì đây? Đi luôn nè, đi luôn nè, đi luôn nè. Cái này là cái dòng laser. Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Cái dòng laser. Đi luôn sao được hả Sam? Đi luôn sao được? Đi luôn nè. Đi luôn sao được? Đi luôn sao được hả Sam? Còn nửa cây máu, còn nửa cây máu. Yes, yes, yes. Vẫn còn sống được, vẫn còn sống được. Vẫn còn sống được, vẫn còn cơ hội sống. Vẫn còn cơ hội sống. Ui trời các ông. Ủa đi. Các ông này à. Ui ui. Gai đâu vậy? Ui gai nữa kìa. Gai đâm phong cận đi. Ui trời sao mà nhiều trò quá vậy? Nhưng mà làm sao tiêu diệt được ổng đây? Hình như là để có thể mà giết được cái ông mở này á là mình sẽ phải lụm cái quả bơm mà nó rơi trên trời xuống các bạn để mình chọi vô người ổng. Nhưng mà bây giờ mấy quả bơm. Ui ông chọi đá mình. Ây da. Không sao, vẫn còn nguyên cây máu không sao cả. Ui. Bơm đây rồi, bơm đây rồi mấy quả bơm. Đừng lại gần tôi ông mở ơi. Trời mày quá, mình né được ông mở này rồi. Ok, giờ là phải nhặt mấy quả bơm xem chọi vô người ổng. Nhặt đi anh em, nhặt đi anh em. Nhặt đi anh em. Nhặt nè. Ui 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 ui. Chọi đi. Chọi đi. Đã. Chọi nè. Trời ui. Ơi. Ê, ông mở sắp thua rồi. Sam mà. Sam thấy Phong như thế nào hả Sam? Nghĩ sao? Này. Phong mà thua được. Ê, Phong mà thua được hả Sam? Đi, Phong thua mà đi. Thua được hả Sam? Phong mà thua được hả Sam? Này thì nhảy nè. Trời ơi. Nãy bị lỗi vô là bị lỗi chứ tôi đâu phải bị thua vì tôi thua gà đâu. Tức quá. Ai da, trời té, té. Té té. Té Phong ơi đừng ngồi vậy. Nhảy đạch đạch luôn, nhảy đạch đạch luôn. Ui trời ơi, có mấy người bị mất quá trời máu giống như tôi luôn nè. Trời ơi, nhảy Phong đạch ơi. Ngồi dậy đi Phong, có chân bị đạp. Đạp đi. Mày quá, không sao không sao, không bị đạp, không bị đạp. Rồi bơm 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 đây rồi. Bơm đây rồi. Bây giờ chỉ cần lấy mấy quả bơm này chọi người ổng đó rồi. Ai da, ổng chọi đá người tôi. Đau quá. Để rồi bơm đi rồi. Bơm đi rồi. Nhặt quả bơm. Ấy da, một quả bơm thôi. Chỉ một quả bơm thôi là ông mở thua rồi. Cố lên các bạn ơi. Yes, ông thua. Oh my god. Tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn sống. Sammy à, nếu như bây giờ mà tôi được top 1 thì coi như tôi thắng luôn đúng không? Hình như là tôi chuẩn bị được top 1 rồi á Sam ạ. Hình như là chuẩn bị thắng rồi đó. Ủa khoan, hay là tôi thắng luôn rồi ta? Xong rồi, là xong rồi, là thắng rồi. Ủa, gì vậy? Tôi tưởng là game này sẽ chỉ có một người duy nhất sống sót thôi chứ. Không, game này là hình như là ai thắng là trận cuối là đều thắng hết á. À, vậy thì coi như là cái game này nó không có phần gọi là người chiến thắng duy nhất rồi. Ok, nếu không có top 1 vậy thôi, vậy coi như Phong thắng sau một điểm nha. Rồi ok, một trận nữa. Nếu trận này á là Phong thắng là Phong thắng luôn. Còn nếu như trận này Sam thắng á thì chúng ta sẽ đấu thêm một trận nữa nha. Ok. Ok. Ê, nhưng mà sao trong đây có mấy ông có mấy cái skin kiểu gọi là con cáo nè, rồi con ruồi nữa nè. Có đâu, cái skin này không nè. Cái là con thú đó à, thú để tăng bét đam đó hả? Đúng rồi, tăng đam đó, bét tăng đam đó, thiệt sự giàu có đó. Bét tăng đam hả? Ui nghe có vẻ đúng hấp dẫn rồi. Cái tăng rồi. Ui tôi số 5. Ui phòng này nhiều người nha, phòng này đông luôn. Chào buổi sáng. Ok, chúng ta đang đến với một chương trình trò chơi tuyệt vời của tôi. Rất ít người sẽ có thể sống sót, những người làm được sẽ được một cái phần thưởng rất là lớn. Ok. Cười tiếp cái mặt ông này cười rồi. Rồi đến với trò đầu tiên nào, let's go. Bạn sẽ cần phải bước vào đúng màu trên vạch. Ok, rồi trò này chơi rồi cho nên tôi biết. Rồi vô nào, let's go. Màu gì đây? Màu đầu tiên là của chúng ta là màu màu đen hả? Màu nâu. Đây đây, nâu. Màu nâu, tôi nhìn màu này nhìn giống màu cam quá à. Ui. Người bị loại luôn. Trời ơi, một phát một đống người bị loại luôn anh em. Trời ơi trời. Hy vọng là Sammy thua luôn để tôi gọi là thắng luôn cho rồi. Tôi không muốn chơi thêm trận nữa đâu. Rồi, không được giữ bé mỡ quá lâu. Ok, là trò tiếp tục là trò truyền bé mỡ hiểu không? Truyền mỡ, ai nhiều mỡ nhất người ai đó nhiều thua. Mỡ nhất người đó thua. Đừng cho tôi rồi, nha. Đừng cho tôi nha, đừng cho tôi. Ui. Con có số bên dưới kìa, là ổng đó. Ok. Ui, ông đuổi tôi, ông đuổi tôi sao ơi? Ông đuổi tôi sao ơi? Ui. Rồi 7 6 bạn ơi, 5. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn kia giúp mình. Ok, đưa được cho một bạn khác rồi. Đưa cho một bạn khác rồi. Ui, bắn giác. Sợ đấy. Sợ thế. May quá, xém nữa là tôi luôn ba ơi. Trời ơi, xém được mình thắng rồi. Xui ghê. Ôi, rung quá. Rung quá trời.
Ủa sao mới vô thấy đông lắm mà bây giờ còn như đây vậy? Lại hết trơn luôn, trời ơi là trời. Rồi, màn tiếp theo của chúng ta sẽ là trò chơi gì đây? Bạn sẽ đứng ở trên một cái tảng băng hay là cái gì đó và né tránh tất cả những thứ rơi xuống dưới. À ok. Nó rớt gì này vậy? Ôi, ôi cái đầu. Yêu ơi. Ghê quá. Ủa? Sao chưa gì có người thua rồi? Sao trong này toàn mấy người chơi gà dữ vậy? Ôi, trò hồi nãy quá nhanh cho nên bây giờ chúng ta đến với trò tiếp theo đi. Trời ơi, trời sao trò nào cũng xíu xíu quá vậy trời. Ôm bé mở tiếp hả? Trời ơi, tôi ghét trò này lắm luôn á. Trò này đông phim lắm luôn. Ui, nhưng mà cái sân này to nha, sân này rộng nha. Sân này ai bị là banh xác nè, tôi thật. Ai bị là dí, dí muốn chết luôn, dí hơi bị mệt luôn. Rồi, không phép dí tôi rồi, không ai cứu tôi, đâu? Yeah, không thắng trận này rồi. Ủa sao lại là tôi? No. Nè cầm đi, tôi đưa cho ông kia rồi. Lát. Tại vì sao mi chậm quá thôi, chứ sao Phong là Phong thấy game này cũng dễ mà. Tiền lì xì đã bay mất tiêu. Thôi Sam ơi, bây giờ Phong nói Sam nghe nè. Bởi vì á là trong tập trước á là Phong có chơi cái trò này rồi, Phong có nhường cho một bạn nữ thắng. Cho nên bây giờ nếu như mà Phong thắng Sam á thì mấy bạn fan sẽ bảo là trời ơi, anh Phong thắng chị Sam này kia nọ lỗ cha, anh Phong biết nhường Sam. Ok được rồi. Để có thể mà thể hiện được cái sự đàn ông ở đây thì tôi quyết định là tôi sẽ nhường cho Sam thêm trận nữa. Nếu như Sam chiến thắng trận này á thì coi như là Sam sẽ được giữ lại tiền lì xì của Sam, còn nếu Sam thua thì Sam phải đưa tiền lì xì cho tôi. Ok không? Scale luôn. Có thể là sẽ có nhiều bạn bảo là sao lần nào chơi game anh Phong cũng nhường chị Sam hết vậy, nhưng mà thôi, Sammy dù gì cũng là con gái mà đúng không các bạn? Mình phải nhường Sammy chứ, đúng không? À vậy nó mới thể hiện được gọi là cái sự ga lăng của mình à. Ok, và trò chơi đầu tiên của chúng ta sẽ là trò chơi đá từ trên đầu rơi xuống dưới. À ok. Là mình sẽ phải né mấy cái viên đá ra trên đầu rơi xuống dưới. Ok rồi. Ê Sam ơi, tôi vừa nghĩ lại rồi, mình nên đổi lại luật xíu Sam ạ. Nếu bây giờ mà Sam mà thắng á, mà Sam được giữ hết tiền luôn thì nó hơi thiếu công bằng với tôi, hiểu không? Sam mà thắng á thì thay vì mơ Sam mất gọi là 2.5 triệu á. À! Lại được không? Tôi đang đọc gọi là ủa có lại á, có lại nữa là sao bây giờ thua. Tại vì tôi đang đọc luật chơi cho nên là tôi đang không để ý Sam, hiểu không? Ok nè, luật chơi nha bạn nhá, là nếu như mà Sammy mà thắng á thì Sammy sẽ chỉ mất gọi là 500k thôi, còn 2 triệu Sammy sẽ được giữ lại. Như vậy nó mới công bằng chứ, bây giờ mà Sam mà thắng là Sam được giữ tiền luôn á thì nó hết cái gì đó kiểu gọi là trò chơi rồi, Sam hiểu không? Hết phần thưởng, hiểu không? Ok. Thôi giờ chơi mình chơi lại sao nha, chơi lại. Ồ, trò chơi đầu tiên là trò chơi bỏ phiếu. What the hell? Vậy có nghĩa là Sammy bị bỏ phiếu là Sammy bị loại luôn. Tức quá. Ê bây giờ mình chơi bỏ phiếu mấy người không có skin đi. Thường thường mà vậy đó. Không, Phong nói Sam nghe này, cái người nào skin càng rực rỡ càng xịn là sẽ bị bot, hiểu không? Nghe tôi đi, skin càng ít đồ là người ta bot, tin tôi đi. Hiểu không? Rồi, bot bạn không có skin đúng không? Bạn Unabi 1727 đi. 7 đi. Unabi. Ok. Tin. Ồ thấy chưa? Ok. Vậy là có nghĩa là game này là thường thường là con nhà giàu chơi là tàn vót mấy thanh niên không có skin đó hả? Đúng rồi. Sao mà ác quá vậy? Trời ơi, không có skin là người ta vót hết, thấy chưa? Cái game gì đâu mà sẽ nhẫn tâm quá vậy? Trời ơi, ông này giống Phong cận vậy? Ủa sao ông này có tóc giống tôi, có con cá trên đầu? Sao có con cá trên đầu? Con cá đang cười rồi, con cá đang cười. Ok, Una. No, đừng có là tôi nha. No. Phải tôi. Có skin trong này là auto tôi quá. Yeah, qua bài tôi. Qua rồi. Trời ơi, mừng quá. Tôi sợ là tôi lắm luôn á mấy bạn. Rồi, trò chơi tiếp theo của chúng ta sẽ là trò chơi mọi người phải sao chép các nốt mà tôi đã chơi. Là mình sẽ phải đánh đàn. À vậy là mình phải nhớ hả? Trời cái này trò chơi trí nhớ. Trò chơi trí nhớ hả? Cái này tôi ngu lắm, trời ơi tôi không nhớ được đâu. Ok từ coi nó đánh gì đây. Chú ý nè. Trái lên. Ok. Mình sẽ đánh đúng với theo nốt của nó. Ok, dễ nó chỉ có hai nút thôi. Trái trên, ok, đọc là trái trên dưới phải đi cho nó dễ. Ok. Dưới trái dưới. Dưới trái dưới. À ok.
dưới lên trái dưới ok dưới lên dưới ok ok qua màn luôn rồi. Phong với Sam mới an toàn. May quá trời ơi, cái do tôi biết đánh đàn á Phong, là tôi qua dễ đó, hay ghê không. Băng chuyền. Lại là tiếp tục là cái trò là cái đầu sẽ lăn vô người mình. Ok lăn, trời ơi trời. Let's go. Vô ai vô ai, tôi không sợ gì hết. Né né cái đầu ra. Tôi tới gần luôn, không sợ. Đây né. Ủa cái gì sao mới bị lại rồi trời. Ơi sao nó tung tôi vậy, tôi né Sammy ơi là Sammy, Phong đã gọi là cố ý cho Sammy thêm một cơ hội nữa rồi, vậy mà Sammy cũng không thắng được. Tôi né rồi, nó lỗi game tôi. Thôi lỗi game thì Sam ơi, mình thua rồi, mình chịu thôi, vậy sao giờ. Cái này là Phong đã nhường Sam rồi, nhưng mà thôi không sao. Thà là, ủa khoan từ, vậy là Sam mất hết tiền lì xì luôn đúng không? Ủa trời, 2 triệu người. Ôi, vậy là mất hết luôn rồi, chứ đâu phải mất chỉ có 500k đâu. Ây da. Thôi không sao. Không sao sao mà, không sao sao mà. Nói chung là giờ Phong có được cả 2 triệu rưỡi tiền lì xì của Sam á, thì Phong sẽ lì xì lại cho Sam 1 triệu phải không? Phong thì lấy 1,5 triệu thôi nha. Phong lấy 1,5 triệu thôi các bạn ạ. Và video sau mình sẽ lấy 5 triệu ra. À không, 1,5 triệu cộng với 2,5 triệu là 4 triệu. Mình sẽ lấy 4 triệu ra để mình làm một cái video inbox một cái món quà hay cái món đồ chơi đó xịn xịn cho anh em xem nhá. Thôi mấy bạn đừng bảo là Phong gọi là bắt nạt Sam hay gì nha. Cái này mình đã cố gắng hết sức rồi mà Sam vẫn thua. Này là số phận rồi các bạn ạ. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, và mình đã biết được kết quả là ai thắng ai thua rồi các bạn ạ. Có tiền rồi anh em ơi, có tiền quay vlog rồi. Và nếu như bạn thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye.